cơn mưa lo sao cơn mưa nhớ ai, ôi hạt vừa rơi không còn. Chúng ta đến từ anh Vương, xin trân trọng gửi lời chào tới tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì anh Vương sẽ lên sóng để giới thiệu và giao lưu với bác một bộ karaoke duy nhất với giá cực kỳ hợp lý luôn, mời các bác cùng theo dõi. Mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt vừa rơi hết buồn. Có cấu hình ngày hôm nay với một đôi loa JBL 6-15 bát 40 neo neo không gõ, cực kỳ mới đẹp. Dòng loa neo thì có một cái đặc điểm là chất âm nó mềm mại về tiếng bass, còn tiếng chép của nó thì cực kỳ tơi nhuyễn. Với những đôi loa này thì thiết kế của nó thùng vỏ đẹp, trang trí phòng khách nó cũng rất là đẹp. Chúng ta có thể hát karaoke và nghe nhạc rất tốt với bộ cấu hình này, không cần nhiều, không thừa không thiếu. Đêm đông nhớ ai, với một con đẩy E3 với công nghệ của Đức, với ba kênh, một kênh đánh phù su, hai kênh đánh full, một con vang số S700 được set up với 4 chế độ HK khác nhau, kết hợp với nó là một con mic player BS790 tối cao, bao đêm cô đơn vắng đẹp. Công nghệ hiện đại, chất lượng âm thanh, hát karaoke cực kỳ nét và dẻo. Về giá thành thì với đôi loa 615 hiện tại em đang bán với giá 27 triệu, cộng với con đẩy với giá 8.500.000 đồng, bộ vang số có giá 5 triệu đồng, bộ mic có giá 3.500.000 đồng. Mời các bác hãy cộng vào. Các bác mua combo bọn em sẽ hỗ trợ toàn bộ dây jack cũng như hỗ trợ setup với tại nhà với bán kính khoảng 150 km quay đầu. Bác nào có nhu cầu đầu tư bộ cấu hình âm thanh vừa đủ vừa đẹp vừa chất, không thừa không thiếu, những sản phẩm này thì chắc chắn các bác chưa nên bị. Cầu đầu tư thì alo cho em với số máy 097 1998 55. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều nha.